xin kính chào ban giám khảo, hội thi chỉ huy đội giỏi tỉnh Bình Dương cùng với các bạn chỉ huy đội. Em tên là Hoàng Nguyễn Bảo Quyên, là liên đội trưởng liên đội trường tiểu học Đông Hòa, tham gia hội thi chỉ huy đội năm 2024. Em xin phép được trình bày cảm nhận của em về đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Hàng ngày đến lớp, đến trường, được đeo chiếc huy hiệu măng non, chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai, em cảm thấy thật vui và tự hào đến thế. Tình yêu của em dành cho đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh sẽ không ngừng lớn mạnh và sẽ luôn gắn bó với tổ chức này suốt đời. Em yêu đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vì nơi đây đã giúp em phát triển tốt hơn, trở thành một người có ích cho xã hội. Những hoạt động tình nguyện, những buổi học tập, thảo luận về văn hóa, lịch sử, đạo đức đã giúp em hiểu rõ hơn về bản thân mình và về xã hội. Em còn yêu đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vì nơi đây có những người bạn tuyệt vời. Chúng em cùng nhau học tập, làm việc và vui chơi giải trí, góp phần rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương bạn bè. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để học hỏi mà còn là nơi để tạo ra những mối quan hệ bền vững, những kỷ niệm đẹp suốt đời. Cuối cùng, em yêu đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vì đây là nơi đã giúp em thực hiện những hoạt động ý nghĩa, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, hòa bình và phát triển. Em cảm thấy vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh để được sinh hoạt, vui chơi, học tập và cống hiến tuổi thơ mình cho quê hương đất nước. Em sẽ ra sức học tập và rèn luyện, sáng tạo không ngừng để biến những khó khăn, thách thức thành cơ hội để tiếp bước cha anh, xây dựng đội ngày càng vững mạnh, góp sức nhỏ bé của mình trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Cuối cùng, em xin chúc ban giám khảo hội thi ngày càng mạnh khỏe, thành đạt. Chúc các bạn chỉ huy đội luôn hoàn thành tốt các hội thi. Xin chào và hẹn gặp lại.